Xin chào mọi người nha. Chào tất cả các bạn nhé. Đặng thì Mù, Thúy Mùi xin chào nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Trời hôm nay hơi lạnh. Cô chào Lý Nguyễn nhé. Các bạn là chia sẻ trên trang cá nhân, chia sẻ hội nhóm, chia sẻ công khai cho cô nhé. Ấn theo dõi kết bạn Zalo theo số điện thoại 0986130133 nhé mọi người nhá. Xem vận hạn năm 2019, công danh sự nghiệp làm ăn nhé. Công danh sự nghiệp làm ăn. Vận hạn. Mùa Mã đất Cát ra sự âm phần nhà mình nhá. À, để hướng dẫn cho mọi người, các bạn chia sẻ trên trang cá nhân, chia sẻ hội nhóm, chia sẻ công khai nhé. Ấn theo dõi kết bạn Zalo theo số điện thoại 0986130133. Chia sẻ trên hội nhóm này, chia sẻ công khai này. Ấn theo dõi này, các bạn có camera thì bật lên để cô gọi cô xem cho mọi người nha. Hôm nay là thứ hai, ngày mùng 7 tháng 1 năm 2019. Bây giờ là 12 giờ 10 phút. Cô đang phát trực tiếp nhé. Rồi. 13 phút rồi. Cô đang phát trực tiếp để hướng dẫn cho mọi người nha. Bạn nào chia sẻ thì biết là đã chia sẻ cho cô nhé. Và bật camera lên để cô hướng dẫn cho mọi người nha. Chào Khoai Tây nhá, chào Phương Thảo nhá. Các bạn để họ và tên ngày tháng năm sinh đầy đủ cho cô nhé. Họ và tên ngày tháng năm sinh đầy đủ cho cô. Bách Liên Vũ xin chào nhá, chào tất cả mọi người nhá. Các bạn để họ và tên ngày tháng năm sinh đầy đủ cho cô nhé. Chia sẻ công khai, chia sẻ cá nhân, ấn theo dõi nhé. Để cho mọi người cùng biết. Tại vì bây giờ là cũng cận kề cuối năm rồi. Tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2018 rồi. Bạn nào có muốn xem River trực tiếp thì các bạn nên chia sẻ nhé. Chia sẻ, ấn theo dõi. Ở trên River này cô xem hoàn toàn miễn phí cho các bạn. Các bạn chỉ cần chia sẻ chúng cô thôi là được rồi. À, Thùy Dung, Lê Thị Thùy Dung à, cô kết nối với bạn nhé. Đưa lên hình ảnh nhá. Các bạn bật hết camera lên nhé. Bật hết camera lên để cô xem qua đây cho mọi người một chút tại vì là sửa may áo khoác để lại họ và tên năm sinh đầy đủ cho cô nhé. Phạm Thanh Hạnh, họ và tên năm sinh đầy đủ đi. Bùi Việt Sơn à, để lại họ và tên năm sinh nhé, họ và tên năm sinh đầy đủ cho cô nha. Chào Lý Nguyễn nhá, họ và tên năm sinh nhá. Bạn là Mơ Ngâu nhá. Nguyễn Thúy Hiền à. Các bạn để họ và tên năm sinh đầy đủ cho cô. Nguyễn Hữu Sâm sinh ngày 15 tháng 11 năm 1994. 15 tháng 11 năm 1994 của bạn Nguyễn Hữu Sâm, cái tuổi 94, cái tuổi Tý của mình nhé. Trong công danh sự nghiệp làm ăn năm 2018, đường tài vận của mình, đường ngân xuyến vẫn còn eo hẹp lắm nhé. Chưa được thuận buồm xuôi gió trong công việc làm ăn đâu nhé. Trong năm 2019, cận kề rồi, đầu năm 2019 dành cho cái tuổi 84 giáp Tý, năm nay là 36 tuổi đứng chữ giáp. Công danh sự nghiệp làm ăn năm 2019 của mình thuận buồm công việc làm ăn nhé. Đứng trên giáp nam mạng, làm ăn rất là thuận trong năm 2019. Nhưng cần phải đề phòng cho cô trong cái tháng 6, tháng 7 âm lịch, vận hạn về xe cộ và từng tiền nong nhé. Mình cần phải con đường xe cộ phải cẩn thận cho cô và con đường tiền nong. Mình không được cho ai vay mượn về tiền và của, gần đây là có xảy ra là mất tiền mất của nhé, cẩn thận đề phòng cho cô một chút nhé. Nhà mình thì có một bà cô chết trẻ cực kỳ thiêng luôn nhé, có một bà cô chết trẻ cực kỳ thiêng và cái tuổi 84 giáp Tý của mình cũng vướng phải căn số, cho nên là mình có cái giác quan thứ sáu cũng rất chuẩn, có cái linh cảm cũng rất là tốt, chuẩn bị xảy ra cái gì, chuẩn bị đến cái gì mình cũng dự đoán được biết trước sắp xảy ra cái gì đó đối với bạn
Sâm nhé. Mình có cái giác quan thứ sáu chuẩn cực kỳ luôn. Mình chịu khó đi lễ, đi bái, đi đền, đi chùa kêu cầu về âm phần cho cô nhé. Lộc âm thì rất nhiều, lộc trần thì hơi ít một chút. Mình mà biết đường kêu cầu về âm phần nhà mình thì cô nói đường tài lộc của mình thuận vô cùng luôn nhé. Nguyễn Thúy Hiền sinh năm 1993, 18 tháng 9. 1993 là quý Dậu, năm nay là 26, sang năm là tuổi 27. Cái tuổi quý Dậu của mình trong công danh sự nghiệp tài lộc của mình thì ở đây là cũng rất thuận buồm xuôi gió nhá. Cũng không đến nỗi nào bấp bênh trắc trở lắm đâu. Công danh sự nghiệp làm ăn của cái tuổi quý Dậu là thuận đấy nhá. Kể cả đường tình duyên của mình cũng vậy nhá, không có duyên âm, đường tình duyên rất sáng sủa luôn nhá. Về tài vận năm 2019 dành cho cái tuổi quý Dậu làm ăn thì cô nói là đầu năm hơi bấp bênh một chút trong cái tháng 1, tháng 2 âm lịch nhé. Còn từ tháng 3, tháng 4, tháng 5 trở đi công danh sự nghiệp làm ăn của mình là được thuận buồm xuôi gió nhá. Thuận buồm xuôi gió công việc làm ăn nhé. Còn về vận hạn của mình sang năm 2019, sang năm là tuổi 27, vận hạn không có hạn thì nặng đâu. Đề phòng cho cô là không được đi ra sông, ra nước là được rồi nhá. Canh ngọ của bạn là Lê Thị Thùy Dung 21 tháng 11. 21 tháng 11 năm 1990 của bạn Thùy Dung, cái tuổi canh ngọ của mình thì trong công danh sự nghiệp hơi trắc trở một chút, kể cả về đường tình duyên cũng vậy nhé. Canh ngọ mình là vướng phải căn đồng số lĩnh, căn cao số nặng, căn quả mình có căn có số nhé. Trong cuộc sống của mình thì trắc trở vô, trắc trở này, tình duyên buồn này nhá, làm ăn không thuận này. Cái đấy là mình một là phải đi trình đồng một phủ, hai nếu không trình đồng một phủ được thì mình phải làm lễ giải căn, làm lễ tiến căn đồng số lĩnh của mình đi thì trong cuộc sống mình mới được yên nhá. Còn về công danh sự nghiệp làm ăn của mình thì cô nói cái tuổi căn đồng số lĩnh của mình sang năm 2019 tuy rằng có thuận buồm xuôi gió, lộc buôn lộc bán của mình có, nhưng mà cái đồng ngân đồng xuyến của mình sang năm 2019 vẫn còn eo hẹp, chưa được thông xanh đâu nhá. Còn về vận hạn năm 2019 canh ngọ sang năm là tuổi 30. Tuổi 30 thì công danh sự nghiệp làm ăn thì có thuận này. Về vận hạn thì tránh cho cô cái tháng 8, tháng 9 âm lịch liên quan đến về đường xe cộ này. Cẩn thận một chút con đường xe cộ cho cô đi lại cẩn thận và giữ lời ăn tiếng nói nhé. Ở đây là sẽ có kẻ tiểu nhân phá ngang công danh sự nghiệp làm ăn của mình, cho nên là đôi lúc sống hơi hay bị áp lực, là đôi khi hay là hay bị cáu bẳn, cáu bẳn gọi là nó không được thoải mái trong tâm trạng của mình, cho nên là mình công việc làm ăn sẽ bị trắc trở một chút nhé, cho nên là rất là phải cẩn thận cho cô. Nguyễn Văn Hai sinh năm 1981. Nguyễn Văn Hai 1981 Tân Dậu, năm nay là tuổi 38, không được đẹp cho lắm đâu nhá. Từ đầu năm đến giờ làm ăn không được thuận buồm xuôi gió nhá. Tiền vào cửa trước ra cửa sau không được thuận nhá. Từ giờ đến cuối năm trong cái tháng 12 âm lịch gần hết rồi, hôm nay là mùng 2 rồi nhá, cận kề ngày cuối năm trong cái tháng rồi. Công danh sự nghiệp tài lộc của cái tuổi 81 Tân Dậu cũng chưa có lộc về đâu nhá. Sang năm 2019 công danh sự nghiệp làm ăn của mình đầu năm từ tháng 1 đến tháng 4 sẽ trắc trở công việc làm ăn nhé. Sang tháng 5, tháng 6, tháng 7 âm lịch công danh sự nghiệp làm ăn từ tháng 6, tháng 7, tháng 8 âm lịch về cuối năm càng làm càng thuận nhá. Cô nói là có lộc về tương sinh tương trợ rất tốt cho mình luôn nhá. Cho nên video để xem này. Các bạn bật camera, bật video lên để cô gọi nha. Cô kết nối với bạn là Đỗ Thu Trang nhé. Chào tất cả mọi người nhé. Bây giờ là 12 giờ 15 phút, cô đang phát trực tiếp. Hôm nay là thứ hai ngày 7 tháng 1 năm 2019 mọi người nhé. Để phát trực tiếp hướng dẫn mọi người, các bạn chia sẻ trên hội nhóm, chia sẻ công khai, chia sẻ cá nhân, ấn theo dõi. Con chào cô ạ. Cho cô hỏi bạn tên ngày tháng năm sinh nhé. Các con Đỗ Thu Trang 15 tháng 4 năm 1992 ạ. Mười chín tháng 4 năm 1992 ạ. 15 tháng 4 ạ. 15 tháng 4 năm 1992 ạ. Năm 92, chồng sinh năm bao nhiêu? Có chưa? Chưa. Mình muốn xem mình chính nào, bây giờ cô cho mình đặt câu hỏi nào. Xem về tình duyên. Xem về đường tình duyên. Vâng ạ. Nguyễn Thu Trang, 15 tháng 4 năm 1992, cái tuổi 92 của bạn nhé. 92 là nhâm thân, năm nay 27 nhá. Năm nay là tuổi 27. Và sang năm là tuổi 28. Tuổi 28 tuổi kim đâu của mình không được đẹp cho lắm đâu nhá. Kể cả sang năm mình có muốn lấy chồng không lấy được.
Ở con đường tình duyên của mình ở đây thì cô thấy hơi trắc trở một chút, tình đến tình đi, tình đến tình đi. Hơi buồn một chút về chữ duyên nhé. Tình đến tình đi, mình phải giải duyên tiền kiếp đi nhá. Ở đây là không cái có hai cái duyên, gọi là duyên âm và duyên tiền kiếp, nó khác hẳn với nhau nhá. Cái duyên âm có thể là mình cắt được xong, nhưng cái duyên tiền kiếp này mình phải phải trải nghiệm. Đấy, cái duyên tiền kiếp là mình phải giải nghiệm kiếp tiền duyên thì sau này mới được thuận tình duyên. Đây là mình vướng phải duyên tiền kiếp chứ không phải là duyên âm đi theo đâu nhá. Duyên tiền kiếp. Vâng ạ. Cho con đấy. Hỏi về công việc ạ. Bây giờ mình đang làm công việc gì? Dạ con dạy mầm non. Mầm non. Biên chế hợp đồng. Con làm hợp đồng ạ. À con làm thứ tư ạ. Con làm tư thục ạ. Thực ra để nói về làm cái nghề này cũng rất là tốt. Tốt cho mình nhá. Ở đây là rất thuận cho công việc làm ăn nhá. Thấy thuận chứ không phải là không thuận đâu. Làm nghề này rất tốt. Vâng ạ. 1902 nhâm thân, 27 tuổi, sau năm tuổi 28. Làm công việc này cũng rất tốt luôn nhá. Vâng ạ. Tốt ạ. Sao con? Hợp với nào? Cô ơi, cô ơi. Con bảo là năm nay con có hợp với tuổi cùng tuổi 92 không cô? 1992, nữ hay nam? Nam. Nam 1992. Ừ, cái tuổi 92 nếu nhưng mà nếu xác định đến với nhau là phải sau này phải làm lễ di cung, hai người cùng tuổi mệnh kim nó không được hợp nhau cho lắm đâu. Làm lễ di cung ạ. Di cung hoàn số. Làm lễ ạ. Vâng. Cô ơi cô đấy, con bảo hôm qua con bảo con hỏi vòng ấy cô. Con hỏi con muốn hỏi thỉnh vòng ấy. Ừ. Muốn thỉnh vòng thì con inbox trực tiếp, muốn để lại số điện thoại qua Messenger hoặc qua Zalo. Hôm qua con inbox cho cô hay cô bảo là cô. Con inbox cô bảo là hôm qua cô bảo là cô gọi. Tối qua ai cô? À tối qua. Rồi tí nữa xong đi vào xong cô gọi lại nhá. Xong đi vào cô gọi lại nhá. Vâng ạ. Vâng ạ, vâng. Okay. Chào cô nhá. Vâng ạ. Vâng ạ. Để lại họ và tên này, ngày tháng năm sinh này thì cô gọi lên cho mình nào. Trần Thảo Trần nào. Cô đang kết nối bạn Trần Thảo Trần nhá. Đang kết nối bạn Trần Thảo Trần nhá. Các bạn chia sẻ vào nhóm, chia sẻ công khai nhé. Ấn theo dõi kết bạn Zalo theo số điện thoại 0986130013 để hữu duyên với mọi người nha. Alo. Xin chào cô. Alo. Alo, xin chào cô. Cái loa của mình bé đấy nhỉ, đọc cho cô hỏi và tên ngày tháng năm sinh ấy. Dạ cô Trần Thị Lợi, ngày 21 tháng 10 năm 1970. Chồng sinh năm bao nhiêu? À, chồng không biết nữa. Cô hỏi cho chị con được không cô? Không được nhá, mình xem thì hướng xem của mình thôi nhá. Vậy con hỏi cô, dạ con Trần Thị Kim Vui sinh ngày 19 tháng. Loa bé quá, mình bật loa to lên, cô không nghe thấy gì luôn. Alo con nghe nhá. Dạ con Trần Thị Kim Vui sinh ngày 19 tháng 3 năm 76. Chồng cũng sinh năm 76 luôn. Mình muốn hỏi về vấn đề gì tiếng không? Dạ. Là một mảnh đất cát ra sự âm thầm. Dạ. Dạ con hỏi cô chồng con sanh năm 76. Rồi. Nhờ cô coi giùm vợ chồng. Dạ. 1976 tình duyên vợ chồng. Dạ. Dạ.
1976 hai vợ chồng cùng cái bệnh là bệnh thổ tương sinh nhé, được cái bệnh tương sinh thôi, cũng không được đẹp cho lắm đâu nhé. Cũng phải có dạ. Ở gần nhau thì câu trước câu sau là cái lưng thôi nhá. Dạ. Thôi có đúng hay không? Dạ. Ở trong cung mệnh của hai vợ chồng của mình thì tôi thấy là tính nết hơi thay đổi bất thường một chút. Dạ. Lại thì là cũng phải phần âm rất. Dạ. Phần căn phần quả nhá. Dạ. Dạ nhờ cô coi giùm con cái con nhỏ gái đầu cũng tuổi tỵ. Tuổi tỵ à? Dạ, sinh năm 2001. 2001. Dạ. Tỵ. 1976. Thìn tỵ. 2001, con đường học của cháu thì cô không chê đâu, học cũng rất là tốt nhá. Con đường học học rất là tốt luôn nhá. Còn nghề phúc dạ. Này có được thuận hay không thì cô nói là sau này của cái việc của con đường tình duyên của cháu sẽ bị chắc chờ một chút. Cái tuổi 2001 này nữa thế là gọi là 2001, con đường sự nghiệp tình duyên của cháu sau này nó sẽ chắc chờ một chút. Hỏi anh Kim Anh thằng Dũng đó tôi. Đi cắt chuyên môn cho con. Dạ, bây giờ nó đang có nó nhỏ mà nó đang có người yêu cô. Cô coi có được không cô? Bây giờ mới 2001. Tình duyên nếu mà lấy thì khổ cả đời luôn. Dạ. Có chồng sớm nên khổ không cô? Lấy chồng sớm là. Dạ, bây giờ nó đang quen cái thằng năm 1999. 1999 mới nó cái tuổi 2001 là mình tin 1999 là mình thổ tin được tương sinh, nói là được cái mệnh tương sinh thôi, nhưng mà lấy như vậy sau này cũng không được đẹp cái mệnh lắm đâu. Dạ. Thế nên nhưng mà nếu như mà lấy chồng sớm quá thì cẩn thận hai lần chồng sau trước khi đi đúng rồi cắt tương đâm trả nợ nợ tam phủ chồng mệnh. Dạ. Dạ nhờ cô coi giùm là vợ chồng con đồ làm ăn đồ có được không cô? Con đường làm ăn của 1976 làm ăn của mình thì hiện tại đã có trong 3 năm trở về đây, tuy rằng có công việc làm ăn rồi nhưng mà không được thuận trong công việc làm ăn đâu, sẻ mấy đâu 3 năm rồi. Dạ. Có đúng hay không? Dạ dạ. Dạ, đúng lòng đồng không có làm được cái gì đâu cô à. Làm được gì đâu. Dạ. Còn về nhà cửa cô coi giùm con nhà cửa đồ đất cát không có được không cô? Nhà cửa đất cát bộ mà ra sự âm phần, nói chung về cái âm phần nhà mình ấy thờ cúng các cụ tổ tiên gia tiên tiền tổ thì cô không chê đâu nhá. Đến nơi đến chỗ. Dạ. Về phần mồ mả rất yên, nhưng ở đây nhà mình bị mất một cái mồ cái mả, mình có biết hay không? Dạ có chắc có cô à, mà nghe má nói à. Cũng có bị mất một cái mồ cái mà hiện tại là không tìm có tìm cũng chả thấy đâu nhá. Và dạ. những a di là Phật, nhưng mà nói là bác cô tích trẻ nhà mình hiện tại á. Dạ. Thờ hay xưa đi ra không phải quyền sắp mẹ nhà mình, còn một bà cô hiện tại chưa được thờ đâu. Là dạ. Cô hiện tại chưa được bốc bắt thương thờ đâu, cho nên trong chốn gia chung nhà mình ở đây là cô thấy là thỉnh thoảng là đục vô cùng luôn đấy, chuyện không đâu vào đâu cãi nhau. Dạ. Có không? Dạ có. Mình cần phải mời thầy dạ. Cô nhang bốc bát nhang này đi để thờ bà cô tổ nhà mình ấy. Thì cái thứ nhất là dạ. Và chồng, cái thứ hai vì đường con cái sau này nó mới được thuận này. Cái thứ ba là công danh dạ. Làm ăn của mình nó được suôn sẻ, làm đến đâu mới giữ được của đến đấy nhá. Còn không là không làm. Dạ. Làm dạ. Đến đấy luôn, tiền không có đâu. Dạ. Dạ. Nhờ cô coi giùm cái thằng con trai tuổi mùi với lại con nhỏ con gái út tuổi dậu. Thế này thì có rất nhiều bạn đang comment, các em xem kỹ hơn nữa thì để lại bên đi xem riêng để lại. Dạ dạ. Dạ dạ anh gì? Dạ anh gì con cảm ơn cô. Rồi. Dạ. Gọi cho Thu Hà nhé. Cô đang kết nối bạn Thu Hà nhé. Thu Hà,
Bây giờ là 12:30 cô đang phát trực tiếp mọi người nhá. Hôm nay là thứ hai ngày 7 tháng 1 dương lịch ấy, năm 2019. Tức là ngày 2 tháng 12 năm 2018 âm lịch mọi người nhá. Cô đang phát trực tiếp để duyên. Khi cô đang đi bờ thì các bạn không được gọi sang đây nhá. Gọi sang đây là cô chặn luôn đấy nhá. Chặn luôn ngay lập tức luôn đấy. Là người khác mất tập trung. Cô đang kết nối bạn Thu Hà nhá. Không kết nối được bạn Thu Hà rồi. Lương Ngọc nhá, có kết nối bạn Lương Ngọc nhá. Cô đang kết nối bạn Lương Ngọc nhá. Đây rồi. Dạ, em chào cô ạ. Cô Ngọc là tên ngày tháng năm sinh nhá. À, chồng 18 tháng 11 năm 1980 ạ. Họ và tên vợ Lê Tân Mạnh ạ. Vợ 25 tháng 5 năm 1990 ạ. Chồng 1980. Vâng, chồng 1980, vợ 1980, con lớn 2014 ạ. Đứa thứ hai 2017 ạ. Mình là 90 hay 80? À, con là 90 ạ. Chồng là 80 ạ. Bây giờ mình muốn hỏi về vấn đề gì chính nhất nào? À, con muốn hỏi về đường sang năm con làm ăn có được không ạ? Năm 2019 tuổi 80 là mệnh mộc, 90 là mệnh thổ, mộc thổ thì tương khắc. Sang năm 2019 dành cho cái tuổi 80 nhá, cái tuổi 80 là canh thân. Canh thân năm nay là 39, sang năm là tuổi 40, công danh sự nghiệp làm ăn dành cho cái tuổi 80 cô nói là thuận hơn cái tuổi 90 rất nhiều nhá. Con đồng của đồng sang năm 2019 là có nhá. Có lộc về. Dạ. Nhưng bảo chồng là tránh cho cô tháng 4 năm lịch đề phòng một chút về tiền nong nhá, đề phòng một chút được tiền nong trong cái tháng 4 tháng 5 âm lịch năm 2019 đấy nhá. Dạ. Thế sang năm con muốn mở cửa hàng con bán thì có được không ạ? Con bán chứ không phải chồng ạ. Canh ngọ. Có lộc luôn. Cái tuổi 90 canh ngọ của mình lộc quân được bán thì cô nói là nó hơi chậm. Hơi chậm ạ. Hơi chậm. Lộc buôn lộc bán của mình cũng không hơi chậm, buôn bán hơi chậm. Cô xem cho con hai đứa, cô xem cho con hai đứa con vậy ạ. Dạ. 2014 con trai con gái. Xem cho cả hai đứa hai không. Con hai đứa đều con trai tất ạ. Con trai 2014 cực kỳ thông minh, nhưng để sau này học rất giỏi luôn nhá. Thông minh lại đánh đá, được cái là đánh đá nữa nhá. Đẹp trai đánh đá, thông minh đánh đá. Có mồm vô cùng luôn nhá. Thằng này sau này học rất là giỏi luôn. Chưa có sao chiếu đâu, yên tâm nhá. 2017 20 thế đứa 2017 ạ. 2017 nhá, đinh dậu. Con không nghe rõ lắm. 2017 mình phải gửi nó vào cửa chùa cửa điện đi nhá. Gửi vào cửa chùa cửa điện ạ. À? Sao lại phải gửi à cô? Mình ngồi dậy đi chuyển đi chỗ khác đi. Dạ. Đây cô ạ. 2017, đêm ngủ nó ai khóc này. Nó sau này lớn lên cũng hay nghịch này. Thì mình cần gửi nó vào cửa chùa, cửa điện đi nhá. Thì sau này dạy bảo con nó mới dễ, hiểu chưa? Dạ. Thế cô xem về bộ mã nhà con với ạ. Mô mã nhà mình cái tuổi 80 canh thân, bên đằng nhà chồng nhá, xuất tố tổng phu xem về đằng nhà chồng mô mã đất cát ra sự âm phần, nói chung về âm phần nhà mình ở đây là không bị động nhá. Dạ. Cũng các cụ gia tiên ở đây bát nhang nhà mình cũng đẹp chứ không xấu đâu. Bát nhang ở trong có côn tên có cốt rồi, không đủ không thiếu gì cả, không thiếu ai hết nhá. Tất cả các vị kể cả từ trẻ đến già, chết non chết trẻ đều có đủ tên rồi, không thiếu đâu nhá. Dạ. Đất nhà mình ở hiện tại thì đất cũng rất yên, ở đây là đất
vuông đất không bị méo đất cả, nhưng mà ở đây là đất ở rất là hợp chủ hợp đất, ở với hợp với cái tuổi Canh Thân. Hiện tại đất nhà mình ở hiện tại đang quay sang hướng đông tây, có đúng hay không? Dạ vâng. Đất rồi, đất ở yên rồi, không sao cả đâu nhé. Cung mệnh của hai vợ chồng, một người là 80 mệnh mộc, một người 90 là mệnh thổ. Mộc thổ thì tương khắc rồi, ở với nhau thì cô nói là khắc khẩu với nhau nhá. Mình có hay nói nhau với vợ chồng không? Cứ hay ạ. Nhá, là khắc khẩu với nhau. Trong cung mệnh của hai người, tốt nhất làm cái lễ di cung hoán số đi, để sau này cuộc sống vợ chồng nó được trọn vẹn về sau. Không làm lễ di cung hoán số, sau này có ở được với nhau trọn đời đi chăng nữa, tuổi thọ không có đâu nhá. Ừ, con có làm rồi ạ. Làm hay chưa? Như là Phật dạ, xin cha xin mẹ quyền cha phép mẹ để báo rằng là mình chưa di cung hoán số nhá. Ngày cách đây 3 năm con có đi xem thì người ta cũng bảo làm cái lễ di cung, nếu hôm đấy con cũng đi làm rồi ạ. Cái đấy là xem ở trên đi Phú Thọ chơi, thế là con đến đấy con xem thế thầy cũng bảo là phải làm cái lễ, thế con cũng làm, nhưng mà con cũng đến đấy làm rồi ạ, nhưng bây giờ cô xem lại chưa làm được ạ. Đây là báo như thế, cô chỉ biết xem ra cho mình như thế nhá. Bản mệnh của mình phải dạ. Quan trợ nợ tam tứ phủ cho chồng, cắt duyên cho mình là cái thứ hai, là lễ di cung hoán số cải tử hoàn sinh cho vợ cho chồng. Thì trong cuộc sống vợ chồng mới được yên là cái thứ nhất, công việc thuận là cái thứ hai, nuôi con nó mát tay là cái thứ ba, vợ chồng không có cãi nhau trong gia đình nó được êm ấm hơn. Dạ. Còn vấn đề gì nữa không nhỉ? Dạ vâng, con chào cô ạ. Bây giờ con mà muốn làm thì con phải đến đến cửa phủ à cô? Đến cửa phủ nhá. Những cái thầy mà người ta hay đi trình đồng vào phủ, người ta hay đi độ nhang bắt nhang cho con nhang, thì mình nhờ cái thầy đấy làm cho nhá. Còn đi vào các thầy chùa không ai làm được cái lễ này đâu. Dạ. Ok. Dạ vâng, con cảm ơn cô ạ. Chào cô. Chào cô, cảm ơn cô ạ. Bật đi camera để cô kết nối mình nào. Để lại họ và tên ngày tháng năm sinh nhá. Phạm Văn Nhâm. Chào tất cả các bạn nhé. Bây giờ là 12 giờ 35 phút. Cô đang phát trực tiếp. Hôm nay là thứ hai ngày 7 tháng 1 năm 2019 nhé. Để hướng dẫn với mọi người, các bạn chia sẻ trên trang cá nhân, chia sẻ hội nhóm, chia sẻ công khai, ấn theo dõi và kết bạn Zalo theo số điện thoại 0986130133 nhé. Bạn nào hiện nay thì có rất nhiều nick giả mạo để phát lại video của cô để trục lợi cá nhân, các bạn cần phải lưu ý cho cô nhé. Xem bói qua mạng bằng nhắn tin này, cho số lô số đề này, còn cô tuyệt đối không bao giờ cho số lô số đề và gọi xem bệnh cho các bạn, không bao giờ nhắn tin mọi người nhá. Không bao giờ nhắn tin đâu, cô gọi trực tiếp cho mình luôn nhá. Gọi trực tiếp qua Messenger luôn. Hoặc là gọi trực tiếp qua trang Facebook. Thì ở trên trang cá nhân của cô đã điền đầy đủ thông tin họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ quê quán, số tài khoản ngân hàng cũng là triệu thì thêm luôn nhá. Cùng một tên, kể cả nick Facebook cũng là triệu thì thêm luôn, không có tên khác mọi người nhá. Rồi, các bạn bật hết camera lên để cô xem cho mọi người nhá. Bạn Vi Tường nha, cũng kết nối với bạn Vi Tường nha. Cô đang kết nối với bạn Vi Tường, cô chào hạt tiêu cây nhá. Chào Dũng Lê nha. Không cần các bạn để họp và tên ngày tháng năm sinh đầy đủ nhá. Dạ, chào cô. Con tên Trần Thị Kim Tho. Sinh năm 90, chồng con Nguyễn Hoàng Cường, sinh năm 1981.
1980 à? 1990 à? Dạ 1990 chứ còn chồng con thì 1981. 1990, 1981. Bây giờ con muốn hỏi về vấn đề gì chính nhất? Dạ gia đình con, tôi vợ chồng ông qua năm làm ăn được không đó con? Vợ chồng sinh ra sang năm 2019, công danh sự nghiệp làm ăn có được thuận hay không, đúng không? 2019, cái tuổi hợi 2019 dành cho cái tuổi 1981 nhé. 1981 là cái tuổi Tân Dậu, sang năm là tuổi 39. Công danh sự nghiệp làm ăn được thuận buồm xuôi gió hay không? Bảo chồng tháng 1, tháng 2, tháng 3 âm lịch, công danh sự nghiệp làm ăn về đầu năm sẽ trắc trở nhé. Cái thứ nhất là cái đường ngân duyên của mình nó eo hẹp, làm ăn nó không được thuận buồm xuôi gió trong cái ba cái tháng đó nhá. Ba cái tháng đó làm ăn nó không được đâu. Nhá. Thuận buồm xuôi gió làm ăn thì vào tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, bảo chồng mình là cái này có cơ hội làm ăn rất tốt và thuận trong công danh sự nghiệp làm ăn cho cái tuổi 81 Tân Dậu sang năm nhá, 2019 nhá. Rồi, còn về vận hạn của tuổi 1981 Tân Dậu sang năm tuổi 39 không có hạn gì đáng kể đâu. Cẩn thận một chút về sang tháng 12 âm lịch, mất tiền mất của cho cô thôi. Dạ. Yeah. Còn con sang năm con có làm ăn gì được không con? Tân Mùi năm nay là 1991, Tân Mùi năm nay 28, tuổi 28 từ đầu năm đến giờ làm ăn cũng chắc trở lắm, tiền không có đâu nhá, cái tuổi 91 của mình nhá. 1910 á. Tân Mùi đúng nhầm ngọc. 91 Tân Mùi, mình là Tân Mùi 91 nhá, cô đang xem cho mình nữa đấy nhá. Con tuổi con là 90, sinh năm 90. 1990 canh ngọ, canh cô thì mẫu quả đứng trước canh, canh ngọ. Yeah. 1990 canh ngọ đứng trước canh, canh ngọ là bằng thổ, công danh sự nghiệp làm ăn sang năm 2019, đường tài vận của mình tài lộc là có, làm ăn buôn bán rất thuận luôn. Nếu như mà mình con đường buôn bán mình có thì cô nói công danh sự nghiệp làm ăn thuận buồm xuôi gió. Ở bên đằng nhà chồng mình bà cô chết trẻ thiêng độ cho mình rất tốt luôn, chỉ có kêu cầu về âm phần cho cô làm ăn thuận. Cô chết trẻ là em chồng hả cô? Đúng rồi. Hay là cô? Đây là bà cô. Dạ. Nhá, đúng rồi đấy. Nhá. Dạ. Chứ, có hay không? Nhá. Dạ có. Là em chồng đúng không cô? Dạ. Dạ có. Nhá. Người này độ rất hợp với mình, cực kỳ hợp với mình. Ngày xưa không biết là chị em sống với nhau như thế nào, nhưng mà ở đây là cô thấy là con người này cực kỳ hợp với mình, độ cho mình rất tốt. Mình chịu khó đèn thắp nhang thờ kêu cầu âm phần cho cô để cho con đường sự nghiệp làm ăn của mình nó được thuận. À, và cái tuổi 90 canh ngọ của mình ở đây là vướng phải một chút để căn số nhá. Mình cũng phán đoán những chuyện rất chuẩn luôn. Dạ. Có không? Dạ có. Đấy nhá. Dự đoán những cái chuyện nào ghi rằng là sẽ có chuyện đó xảy ra. Có không? Dạ có. Ừ. Chịu khó kêu cầu âm phần cho cô. Hương hoa, hương hoa cứ sau này hưởng không hết đâu nhá. Dạ. À, cô cho con hỏi, con của con trai lớn, ba đứa con trai, đứa lớn là 2007, đứa nhỏ nữa là 2009, còn đứa mới sanh đây là 2017 á cô. 2007 con trai, nam tử 2007, con đường học của cháu thì cái tuổi 2007 á thì thực ra con đường người này học rất là thông, mỗi tội là trầm tính, không thích nói nhiều nhá. Có không? Dạ. Đúng không? Đó. Ừ. Dạ đúng cô. Không thích nói nhiều, con đường học học rất là thông, sau này tương lai sự nghiệp của cháu thì cũng rất là thuận với con đường tương lai sự nghiệp sau này, nhưng mà tướng đi xuất ngoại thì không có đâu nhá. Đừng có cố. Dạ. Ừ. Dạ. 2009, người này thì luôn chân luôn tay nhá, luôn chân luôn tay, nghịch nhá, học thì học rất là được, không phải là không được, học thuận, thuận con đường học. Còn về tài vận của cháu sau này có được thanh thông hay không, con người này cực kỳ lại sướng, sướng hơn tuổi 2007 rất nhiều, sau này về sau tha phương lập nghiệp kiếm sống thì làm ăn hương hoa phú quý hưởng không hết. Cái tuổi 2009 này nhá, xa bố xa mẹ thì ăn nên làm ra, ở gần bố gần mẹ thì cô nói là chả có gì nhá. Đấy là cái tuổi 2009. Dạ. Đứng chữ đinh 2017, cái tuổi nam tử con thứ ba của mình sau này cũng rất nghịch. Hiện tại bây giờ từ đầu đến chân giống bố chứ không bao giờ giống mẹ nhá. Dạ. Không có chỗ nào giống mẹ hết nhá.
thông minh. Dạ, con. Người này cực kỳ là khéo tay, trong ba đứa con nhà mình thì có anh cả là khổ sau này sẽ vất vả nhất. Dạ. Còn không có gì đâu. Ok. Dạ, cô cho con hỏi cái bé nhỏ con á, sao nó ngủ hay khóc đêm á, là cái đó mình. Cái này không phải là tà ma treo đâu, phải. Không phải tà ma, không phải là người có âm khí treo đâu nhá. Ở đây treo chỉ là có nhà mình treo thôi, mà cô nhà mình treo treo cháu thôi chứ không phải treo. Đêm ngủ thỉnh thoảng giật mình hay khóc thét một cái là có người treo cháu thôi chứ không phải tà ma treo đâu nhá. Nhà mình thôi. À, dạ. Không ảnh hưởng gì hết. Dạ. Con cảm ơn cô nhiều cô. Ok. Dạ, con chào. Rồi, dạ, chào. Chào cô. Dạ. À, chào tất cả mọi người nhá. Các bạn nào chia sẻ đi nhá. Chia sẻ trên trang cá nhân, chia sẻ hội nhóm, chia sẻ công khai nhá để cô gọi qua video nhá. Bật camera chia sẻ đi để không bị ẩn comment của mình nào. Cô đang kết nối với bạn Minh Nguyên. Minh Nguyên nhá. Đang kết nối bạn Minh Nguyên nhá. Alo. Con chào cô. Minh Nguyên đọc cho cô họ và ngày tháng năm của chồng nhé. Dạ, ngày tháng năm sinh của chồng là 20 tháng 5 1984. Họ và tên nào? Đỗ Trung Hiếu. Đỗ Trung Hiếu à? Vâng. Hai con của con là Đỗ Tuấn Minh sinh ngày 16 tháng 9 2009. Rồi họ có tên mình là Đỗ Minh Tuấn. Đỗ Minh họ Tuấn. Họ tên của con là Đỗ Minh Tuấn là 10 tháng 11 2012. Hai con trai à? Vâng. Họ có tên còn mình ngày tháng sinh của con là Nông Thị Uyên. Rồi. Mùng 1 tháng 3 1986. Ngày âm của 8. Mùng 1 tháng 3. Rồi bây giờ mình muốn hỏi về vấn đề gì chính nhất nào? 1984. Con muốn xem về công danh sự nghiệp của năm 2019 ạ. Công danh sự nghiệp năm 2019. 1984, 1986 nhá. Nếu mà nói trong công việc làm ăn để sang năm 2019, công danh sự nghiệp làm ăn của hai vợ chồng mình, cô nói là đắc tài đắc lộc luôn, làm ăn cũng lộc về nhá. Nhưng mà trong cái tháng 6 âm lịch, tháng 6 âm lịch dành cho cái tuổi 84, cẩn thận là có đừng tin bạn tin bè quá nhá. Tháng 6 âm lịch không được tin bạn tin bè quá mà bỏ tiền bỏ của ra làm chung một cái gì đấy, ở đây là cô thấy không thuận, liên quan đến tiền là mất tiền nhá. Vâng. 6 âm lịch nhá. Vâng. Liên quan đến tiền mất tiền luôn nhá. Tháng 6 âm lịch đề phòng cho con cẩn thận một chút. Vâng. Thế trong năm 2019 thì con có đầu tư làm ăn gì được không ạ? 1986 bính dần của mình hả? 86 bính dần là tuổi 34. Năm nay là 33, sang năm tuổi 34. Nói gì là thật, cái tuổi 86 bính dần của mình cũng không làm ăn chung được đâu. Mình tự làm thì có, mình làm ăn chung là thất bại vô cùng. Vâng. Tự làm thì có. Vâng ạ. Thế về sự nghiệp của con thì như nào? Sự nghiệp của mình? Về công việc ấy. Công danh sự nghiệp làm ăn tài vận của mình cái tuổi 86 bính dần, đứng chữ bính 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 biến vi vương. Cái chữ bính này ấy, thì cô nói là trong cuộc sống mình cô thấy hơi linh đênh, khóc thầm hơi nhiều, cho nên là trong kể cả trong công danh sự nghiệp làm ăn ở đây cũng thị phi cũng rất nhiều luôn, bon chen trên ngang trước chờ thị phi, ghen ăn ghét ở, người ta hay chọc gậy bánh xe, có không? Có ạ. Cho nên là tới này thì có khá không cô? Từ giờ đến cuối tháng hả? 2012 từ giờ đến cuối tháng của vận của mình lộc về không có đâu. 86 nhá. Vâng. Con cái của con thì học hành như nào? 2009 con trai. Nam tử 2019. À quên, 2009. Riêng cái thằng 2009 thì mình cần phải kèm cặp con cho nó tốt mà. Vâng. Nhưng con đường là thật ở đây là rất là, cho nên hay chỉnh mảng với con đường học hành. Thực ra học rất là tốt chứ không phải là học rốt đâu nhá, học rất là tốt. Mỗi tội là chỉnh mảng với con đường học, tại vì hơi nghịch luôn chân luôn tay nhá. 2012.
2012, cái tuổi 2012 này này, anh Trầm tính bao nhiêu, thì em cũng đánh đá đấy nhá, cũng là dạng đánh đá cũng hơi nghịch, nhưng mà được cái là khéo mồm nhá. Dạ vâng. Được cái thật khéo mồm, mồm mép. 2012, cái cuộc sống của cái tuổi 2012, bố là mệnh kim, con mẹ là hỏa, kim hỏa thì tương khắc. Kim hỏa tương khắc 2012 thôi nào. 2012 11 12 12 là mệnh thủy, thủy kim thủy thì tương sinh, nhưng mà nó lại khắc với mẹ nhá. Nó lại khắc với mẹ. Hai vợ chồng mình làm lễ di cung đi, di cung hoán số cải tử hoàn sinh, thay tên đổi họ đi. Thay tên đổi họ tháng 2012 đi ạ. Không, cái tuổi vợ chồng mình ấy, để cho cái để sau cái rằng 2012 nó lại khác với mình, nó không ảnh hưởng gì cả. Sau này cuộc sống nó phải bươn trải thôi nhá, phải bươn trải để kiếm sống thôi nhá. Nó rất là đẹp. Chỉ còn cung mệnh của hai vợ chồng mình là tương khắc với nhau thì mình cần phải làm lễ di cung đi. Vâng. Làm như nào cô? Cái lễ di cung này thì mình phải nhờ đến các thầy làm cho nhá. Di cung hoán số. Vâng. Đây là làm cho con cái lễ di cung hoán số, cái này thầy nào cũng biết làm. Giá là thầy là vâng. Thầy 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 tứ phủ ấy. Di cung hoàn số. Vâng. Vâng, con cảm ơn cô ạ. Vâng, cảm ơn cô. Rồi, ok, xin chào. Vâng. Mai không có camera nhá. Các bạn bật camera lên nhá. Ở bạn Jessica, Jessica, cô không thấy, cô không kết nối video được với mình nhá. Cô không kết nối video được với mình này. Bạn Nam thế nào? Kết nối bạn Trần Nam nhá. Bạn nào chia sẻ thì biết là đã chia sẻ với cô nhá. Dạ, em chào cô ạ. Trần Huy Nam, sinh năm bao nhiêu? Dạ, con sinh 2000 ạ. 2000, con muốn xem về vấn đề gì nào? Dạ, cô xem dùm con sang năm có làm ăn gì không? Con không còn đi. Tại mấy năm nay không mất bên. Không rồi à? Dạ. Trần Huy Nam sinh năm 2000, sang năm 2019 cô... Dạ không. Tên con là Nguyễn Tuấn Anh cô, tại vì cái nick tên nick là Trần Huy Nam. À, Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 2000 à, ok. Nguyễn Tuấn Anh, Tuấn Anh. Nguyễn Tuấn An, An đúng không? Dạ. Sinh năm 2000, mình không còn đi học nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ con nghỉ lâu. 2019 công danh sự nghiệp làm ăn, từ cô nói là mình làm thì cũng được nhá. Sau năm 2019 làm ăn là cũng được, còn chơi gió, nhưng mà không được tin bạn tin bè quá, không được đi chơi bời. Không được đi chơi bời quá đà nhá. Ở đây là cẩn thận là có đánh nhau nhá. Trong cái tháng 4, tháng 5, tháng 6 âm lịch năm 2019 dành cho cái tuổi 2000 của mình nhá. Dạ rồi, dạ con. Từ tháng 5, tháng 6 đấy, liên quan đến gọi là có máu me. Ở đây cô nhìn thấy máu cho nên là cẩn thận một chút. Về cả lời ăn tiếng nói này, làm gì thì làm mình cũng phải chịu nhẫn nhịn một chút cho cô nhá. Cẩn thận có đánh nhau nhá. À, cô xem giùm con, mẹ con tên Phạm Thị Nhi, sinh năm 1974. 1974 Giáp Dần, mệnh thủy, đứng trên giáp. 1974 Giáp Dần, mệnh thủy. Cô nói cuộc sống của mẹ mình thì cô nói là buồn nhiều vui ít, ăn cơm chan nước mắt. Mẹ mình phận đàn bà nhưng phải trụ cột gia đình nhá, khổ cực vô cùng luôn nhá, không được ngày nào sung sướng đâu. Đúng rồi cô. Có đúng hay không? Dạ đúng rồi. Đường tài vận của mẹ mình làm ở đây, mẹ mình kiếm tiền cũng rất giỏi, con người cực kỳ giỏi, thông minh, tham phát lợi. Dạ. Đối nhân xử thế thì không ai bằng, đối nhân xử thế ở đây rất tốt, nhưng mà thực ra là mẹ mình ấy toàn bị ôm rơm nặng bụng, làm ơn mắc oán, đỡ người. Dạ đúng rồi cô. Không được người đỡ lại, đấy là mẹ của mình nhá. Dạ. Có đúng hay không? Ờ, dạ đúng rồi. Cô xem dùm con, mẹ con là sang năm rồi có gì tiến triển không cô? Rồi có tiền bạc gì không? 1974 Giáp Dần, trong năm tuổi 46. 46 của mẹ con nhá. Con đường tài lộc công danh sự nghiệp làm ăn vẫn thuận buồm xuôi gió nhá.
Vẫn thuận buồm xuôi gió nhưng mà sang năm tuổi 46 thì nằm trong cung hạn của mẹ mình, có hạn vào tháng 7, tháng 8, tháng 9 âm lịch, hạn về xe về cổ, và mẹ đi xe cổ cẩn thận nhá. Dạ, dạ rồi. Còn cô xem giùm giúp cho chị con nữa. Sinh năm 1994 rồi. Chị đi lấy chồng chưa? Dạ lấy chồng rồi cô. Lấy chồng rồi thì dừng lại nhá. Lấy chồng thì cô không xem xuất giá tầng phu nhá. Đi lấy chồng. Dạ. Ok. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Rồi, chào con. À, chưa cho con hỏi thêm cái nữa là giả sử mình sang năm nhưng mà con định làm ăn, nhưng mà đầu tư làm ăn thì nên đầu tư vào tháng nào cô? Cái này con muốn đầu tư vào tháng nào hả? Sang năm mới làm đúng không? Dạ đúng rồi. Sang năm con tính là sang năm làm, tại vì mấy năm nay là con định làm nhưng mà chưa có vốn làm ăn gì hết đó cô, toàn là chuyện gia đình rồi đủ thứ chuyện hết trơn, không có làm ăn gì. Cái này nhá, nếu như mà con muốn làm ăn nó được thuận thì con ăn Tết xong con nhắn tin lại cho con. Dạ rồi. Ăn Tết xong đã. Dạ con cảm ơn. Ừ, ok. Dạ. Dạ. Rồi chào con. Bạn Huệ nha, Vũ Huệ nha. Các bạn để họ và tên ngày tháng năm sinh để đổi cho cô. Kể nữa lại được con. Bây giờ là 12 giờ 55 phút, cô đang phát trực tiếp để xem mệnh tạo phúc cho mọi người nhé. Xem đi vờ này cô hoàn toàn miễn phí cho mọi người luôn. Và hôm nay là ngày mùng 7 tháng 1 năm 2019 dương lịch. Tức là ngày mùng 2 tháng 12 năm 2019. Chào cô ạ. Rồi chào bạn bạn Huệ à. Đọc cho cô họ và tên sinh nào. Vũ Huệ Thu cô ơi. Vũ Huệ Thu. Dạ vâng. Ngày tháng năm sinh nào? Sinh năm. Mùng 4 tháng 1 năm 86 dương lịch ạ. 86 dương lịch à. Ok. Chồng sinh năm bao nhiêu? Chồng con là Nguyễn Mạnh Hường, sinh ngày 29 tháng 10 năm 81 ạ. Nguyễn Mạnh Thường à? Nguyễn Mạnh Hường ạ. Mạnh Hường 1981 vâng. À? Ok, dạ vâng. Bây giờ mình muốn hỏi về vấn đề gì trong cuộc sống nào? Cô xem cho con về nhà cửa công danh tài lộc với ạ. Nhà cửa công danh tài lộc mộc hỏa thì tương sinh, vợ chồng mình được mệnh cung tương sinh rất tốt luôn nhá. Dạ vâng. Chỉ là khắc khẩu nhau một chút thôi. Dạ vâng. Công danh sự nghiệp làm ăn của hai vợ chồng mình, nếu như mà nói công danh sự nghiệp làm ăn của hai vợ chồng mình từ năm 2014 đến năm nay là 2018 chưa hết đâu nha. Nhớ. Dạ vâng. Làm ăn dạ vâng. Là cũng bỏ tiền ra nhiều nhưng mà thu về không được bao nhiêu, kiếm tiền ra tiền nhưng mà chả giữ được tiền có hay không. Dạ đúng rồi ạ. Từ 2014 rồi, không phải là bây giờ dạ đâu. Dạ vâng. Dạ vâng. Trong cái tháng 12 âm lịch năm 2018 này, nếu như mà cho cái tuổi 81 có lộc về thì ở đây là cô là nói là thuận trong công việc làm ăn nhá. Thuận trong công việc làm ăn trong cái tháng dạ 12 vâng. Âm lịch. Hôm nay mới là mùng 2 thôi dạ nhá. Vâng. Nắm bắt đấy. Dạ vâng. Còn cái tuổi 86 bính dần đứng chữ bính của mình ấy thì cố gắng hết năm nay nhá. Sang năm 2019 công danh sự nghiệp tài lộc tài vận của mình bắt đầu có nhá. Bắt đầu có công việc làm ăn. Thuận buồm xuôi gió, đồng ngân đồng xuyến bắt đầu mới giữ được nhá. Bắt dạ vâng. Lần nào từ đầu năm đến giờ còn lào suốt và cứ được đồng nào nó lại đi hết ạ. Mình là sao đồng đó luôn, không giữ được. Vâng. Cô xem đất mấy nhà con đang ở hiện tại với ạ? Mấy lại bát hương các thứ đấy ạ? Đất với nhà mình hiện tại đang ở đây, nhưng mà một phần đất ở bên nhà mình thì nói về phần đất hiện tại đất ở rất yên, ở đây đất không có tà khí đâu nhá, không có tà khí ở trong cái đất mình đâu, đất ở yên vô cùng luôn, hợp chủ hợp đất. Hiện tại cái dạ hướng vâng. Đất mình quay sang là hướng đông nam. Dạ vâng. Đúng không? Đúng ạ. Ừ. Đúng ạ. Đông nam. Rất hợp chủ hợp đất. Ở rất yên. Dạ vâng. Bát hương nhà mình hiện tại đang thờ cúng đã được hay chưa? Bát hương nhà này thờ cúng thầy bốc rất đẹp luôn nhá. Bát hương này đẹp, có tên, có cốt đầy đủ không thiếu nhá. Bát hương nhà mình đẹp vô dạ. Cùng luôn. Ừ. Nhưng ở đây có thấy nhìn thấy nhà mình có một bóng bà cô chết trẻ bên đằng nhà chồng. Ở bên đằng nhà chồng.
Cái này thì con cũng nghe bố chồng con nói nhưng mà con cũng vâng, hình như là có đấy ạ. Dạ vâng. Cô nhìn thấy bóng một bà cô chiếc trẻ rất thiêng, ở đây là đi theo vợ chồng mình suốt 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 thời gian công mình làm ăn, người ta Vâng, đợi dạ. tốt luôn. Những cái vụ mình bị ngã xe, những cái vụ mình bị va chạm về xe về cổ, tai qua nạn khỏi, nhờ người này đỡ ra cho nhá. Dạ vâng. Vậy ạ. Thế Tốt thì ý là chúng con có phải bốc bát hương để thờ không ạ? nhất là mình thờ bà cô này cho cô. Con đường tài lộc, công danh sự nghiệp làm ăn thì cô nói là thuận buồm xuôi gió, tốt nhất bốc bát nhang thờ bà cô này cho cô đi. Dạ Đường vâng. đi nước bước của mình sáng sủa hơn. Dạ vâng. À, cô xem hộ con cho con trai con vậy ạ. À, anh lớn là sinh năm 2010 ạ. Mà anh thứ 2010. hai. Vâng, anh thứ hai là 2015 ạ. 2010 canh dần để mạng mộc đứng trước canh, bố mạng mộc, mẹ mạng hỏa, tam hợp biến thành tam tai nhé. Dạ vâng. 2010 này á thì là nó không thích nói to đâu nhá, quát to là mặt nó chảy. Dạ đúng rồi ạ. Nó Vâng. chạy mặt ra, nó nhìn nó cũng không nói gì, nó cứ chạy xệ cho nên mày rất là hay khóc nhè luôn nhá, nhè mồm. Dạ vâng. Mà lại cùng cực kỳ là nghịch luôn, chứ không phải là không nghịch. Thằng này là nó con là của cậu nhá, con của cậu bé Tây Thiên, cho nên là mình có dịp nào mình phải đi Tây Thiên làm lễ cho cô nhá. Con cậu bé Tây Thiên, con người này cực kỳ hư nịnh mà nhiều câu nói to nó không thích nữa. Dạ vâng, đúng ạ. Thích nịnh lắm ạ. Vâng. Nịnh thứ đất luôn, từ A đến Z xong hết. Dạ. Ừ. Vâng. Đấy. Con của cậu bé Tây Thiên, con người này là mình sau này mà có dịp đi Tây Thiên mình dẫn cả nó đi làm lễ ở trên Tây Thiên tại cửa cậu bé nhá, tại cửa cậu bé Dạ vâng. đấy, Dạ vâng. đi lễ cho nó, dâng lễ cho nó nhá. Dạ vâng. 2015, 2015 cái tuổi Ất Mùi này năm nay mới được 4 tuổi thôi. Dạ vâng. 2015 thông minh lanh lợi khéo mồm, anh trầm tính ưa nịnh bao nhiêu thì em khéo mồm bao nhiêu, là người nịnh ngược lại chứ không phải là người khác nịnh mình đâu, nó nịnh mình nhá, có đúng hay không Vâng, dạ đúng ạ. nhá. Dạ Anh ưa vâng. nịnh bao nhiêu thì em lại đi nịnh bố mẹ bấy nhiêu nhá, con người này lại Dạ ngược vâng. mặt nhá. Thông minh lanh Dạ lợi vâng. một chút, công danh sự nghiệp tài vận của cái anh này sau này bươn chải hơn cái anh cả nhá, bươn chải kiếm sống, gọi là biết kiếm tiền hơn anh Dạ vâng. nhá. Dạ vâng. À, con muốn nhờ cô xem cho bố đẻ con vậy ạ. Bố đẻ con sinh năm 1960 ạ. Cái này xem qua cho một cái thôi nhá, Dạ 1960 tuổi 60 của cái tuổi Tý của 60, bố mình ấy từ cô đó là vất vả từ bé cơ chứ không phải bây giờ mới vất vả đâu, cuộc sống thì vất vả chân chân linh linh đần đần làm gì cũng không không được, gọi là trong cuộc sống thì cô thấy là một người đàn ông cực kỳ là bươn chải chịu thương chịu khó. Bệnh tật thì từ năm ngoái đến năm nay thì hơi có nói là cô không phải là người khỏe đâu nhá, cũng chết hụt vài Dạ lần vâng. đấy nhá, có không? Dạ có ạ, đúng ạ. Ngã chết hụt Dạ vài lần rồi đấy. Dạ vâng, đúng ạ. Thế cô xem là bệnh tật của bố con thì thế nào ạ? Tại vì đi các nơi rồi cũng không thấy. Sao năm 2019 qua được hay không? Thực ra là bây giờ đàn nó đang hồi phục dần thôi chứ không bảo hồi phục luôn thì không hồi phục được. Năm ngoái là chết hụt vài lần rồi. Sang năm nay phải cẩn thận một chút nhé về phần sức khỏe của bố nha. Dạ vâng. Vâng. Thế cô xem cho nhà con xem là sang năm 2019 này thì vợ chồng con cái con có vận hạn gì không cô? Năm 2019, 7, 8, 6 và 81. Vận hạn năm 2019 về vận hạn này không có hạn gì nặng, tránh cho cô tháng của chồng 1981 thì tránh cho cô tháng 6 và tháng 7 âm lịch. Cái thứ nhất là về con đường xe cộ, cái thứ hai là về đường tiền nong nhá. Lúc nãy là cô cũng nhắc rồi đấy nhá. Dạ vâng. Còn tháng 6 bính dần của mình sang năm không ảnh hưởng gì cả, kể cả con cái mình chưa có sao chiếu đâu, chưa có sao chiếu, chưa có hạn gì gọi là nặng đâu. Yên tâm nhá. Dạ vâng, con cảm ơn cô ạ. Vâng, con cảm ơn cô nhiều ạ. Kết nối bạn Nguyễn Dung nhé, không kết nối được nha. Chia sẻ hội nhóm, chia sẻ công khai, mà nào chia sẻ biết là đã chia sẻ vào đấy cho cô nhé. Để cô hữu duyên cô gọi cho mình, các bạn bật hết camera lên để cô gọi cô xem nhé. Bây giờ cũng là 12 giờ 5 phút rồi, cô đang phát trực tiếp để xem cho mọi người nha.
Và hôm nay cũng là thứ hai đầu tuần. Ngày 7 tháng 10 tháng 1 năm 2019 dương lịch và ngày mùng 2 tháng 12 năm 2018 âm lịch mọi người nhé. Các bạn chia sẻ trên trang cá nhân, chia sẻ hội nhóm, ấn theo dõi. Mười ba giờ năm phút nhầm. Đàm đọc cái câu hỏi và tên ngày tháng năm sinh nhé. Đàm Thị Thanh, ngày 30 tháng 10 năm 1975. 30 tháng 10 à? Vâng ạ. 1975, rồi ok. Chồng nào? Chồng là Đàm Triệu Bảy. Cũng cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Ừ, 30 tháng 10 luôn. Vâng ạ. Đây là âm lịch hay dương lịch? Âm lịch cô ạ. Cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Được rồi nhỉ. Bây giờ mình hỏi vấn đề gì chính nhất nào? Về làm ăn sự nghiệp. Làm ăn sự nghiệp, hai vợ chồng 1975. Vâng ạ. 1975 Ất Mão, năm nay 44 Ất Mão này. Sang năm là 45. 1975 Ất Mão, năm nay là 44, sang năm là 45 tuổi. Sang năm là tuổi 45, công danh sự nghiệp làm ăn tài vận, sang năm 2019 làm ăn thì rất là thuận buồm xuôi gió nhé. Chỉ có chắc trở 2 tháng đầu, tháng 1, tháng 2 âm lịch, sang năm là chắc trở một chút trong công việc làm ăn thôi. Còn từ tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 5 trở đi thì làm ăn được tài vận của mình làm thuận, công danh sự nghiệp làm ăn rất tốt luôn. Vâng ạ. Các cơ hội rất tốt, thuận buồm xuôi gió. Vâng. Vâng, con cảm ơn cô. Cô xem thêm là giúp cháu là xem là con cái như thế nào ạ? Con đầu sinh năm bao nhiêu? Con đầu sinh năm 1997. Trai hay gái này? Con nam, nam hay nữ đây? Nam ạ. Nam. Vâng ạ. Đứa sau nào? Con đứa thứ hai là sinh năm 2004. 2004, trai hay gái đây? Con gái ạ. 1997, cái thằng cu nhà mình 1997, cái tuổi xỉu nhá, cái tuổi xỉu 1997 thủy. Trong cái năm 2018 này nó chưa bị va chạm với con đường xe cộ, thì tránh cho cô cái tháng 3, tháng 4, tháng 5 âm lịch năm 2019 con đường xe cộ phải cẩn thận một chút nhá. Ở đây là cẩn thận một chút với con đường cộ nhá. Của cháu cái tuổi 1997 trong cuộc sống này sẽ bấp bênh một chút, nó vướng phải căn đồng số lính nhá. Cha mẹ đã chấm đồng bắt lính nó rồi, tính biết thay đổi thất thường vô cùng luôn, mà nó cực kỳ là ưa nịnh nhá. Vâng. Nó nhỏ nó nhẹ thì nó nghe, nó to nó không có nghe đâu nhá. Dạ vâng ạ. 2004 nữ mạng 2004. Cái tuổi nữ mạng 2004 con đường học của cháu có được thuận hay không? Thực ra con người 2004 này học cũng rất là tốt, học con đường tốt lắm nhá. Con tướng đi xuất ngoại nữa đấy, đường đi xuất ngoại của cháu rất là cao, được tài bận mà được xuất ngoại thì con đường công danh sự nghiệp sau này được hanh thông, nhưng mà về chữ duyên thì hơi buồn một chút, sau này lấy chồng phải đi cắt duyên âm nhá. À dạ vâng ạ. Vâng. Cháu cảm ơn cô ạ. Rồi ok. Vâng ạ. Thôi nhỉ. Cảm ơn tất cả các bạn nhá. Bây giờ là 13 giờ 10 phút rồi. 13 giờ 10 phút thì cô bây giờ cô xin nào muốn đặt lịch xem riêng thì để lại số điện thoại qua mắt hoặc qua Zalo viết xem riêng vào đấy cho cô nhé, và xem riêng chúng ta đặt đấy cho cô để cô xếp lịch cô gọi cho mình nha. Còn bây giờ thì cô xin dừng ở đây. Bạn nào mà muốn xin lộc làm ăn, xin lộc làm ăn được thuận buồm xuôi gió, công danh sự nghiệp làm ăn nó được thuận, muốn thỉnh vòng thỉnh ấn làm ăn thì để lại số điện thoại qua Messenger viết vòng và ấn làm ăn cho cô nhé. Còn các cặp vợ chồng nào mà hiếm muộn về đường con cái, chưa có con muốn cầu con thì để lại số điện thoại qua Messenger viết cầu con nhé. Còn bây giờ thì cô xin dừng xem bài ở đây. Chúc các bạn buổi chiều vui vẻ nhé. Cái gì?
My Nguyễn. Để bạn nào mà chưa được xem nhé, bạn nào mà chưa được xem thì tối nay lên cô lại lên đi vờ và xem tiếp cho mọi người. Lịch cô phát khung giờ cô phát là buổi tối là 20 giờ đến 21 giờ, còn buổi trưa là 12 giờ đến 13 giờ trưa, hàng ngày luôn mọi người nhé, hàng ngày luôn. Bạn nào mà muốn tìm hiểu kỹ về cái Facebook của cô thì vào trang cá nhân để tìm hiểu thêm nhé. Ở trên trang cá nhân của cô đã điền đầy đủ thông tin họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, quê quán, số điện thoại. Ở trên đấy rất là đầy đủ luôn. Bạn nào đặt lịch xem riêng, có nhu cầu muốn xem riêng thì đặt lịch, để lại số điện thoại qua Messenger viết xem riêng nhé. Chỉ cần như thế thôi là được. Còn rất nhiều bạn là con nhắn tin cho cô rồi mà tại sao cô không trả lời? Tại vì là các bạn làm không đúng thao tác. Khi đẩy tin nhắn đến để lại số điện thoại qua Messenger rồi hoặc là qua Zalo thì các bạn sẽ có cái tin nhắn tự động gửi đến cho mình, hướng dẫn mình cách đặt lễ như thế nào để cô xem cho mình nhá. Đấy. Còn trong cuộc sống bạn nào làm ăn bấp bênh trắc trở làm mấy năm nay rồi mà không gặp, muốn tìm được con đường tài lộc của mình làm ăn được hưng thịnh trong năm 2019, 20, 21 về sau thì các bạn muốn xin lộc làm ăn thì nhắn tin qua Messenger hoặc qua Zalo viết là vòng và ấn làm ăn nhá, viết là vòng và ấn làm ăn đó. Còn bạn nào mà hiếm muộn về con cái thì để lại số điện thoại qua Messenger hoặc qua Zalo cũng làm theo thao tác như đó, biết là cầu con nhé, biết là cầu con. Còn bây giờ thì cô xin dừng ở đây mọi người nha, hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày hôm nay nhé, rồi chúc các bạn buổi chiều vui vẻ nha.